Diễm Thi và Trân Như xin kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin mời quý vị đến với bản tin đầu giờ sáng thứ bảy ngày 8 tháng 10 với các tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử phạt nặng các công ty gây ô nhiễm môi trường. Bắc Hàn lại chuẩn bị thử nghiệm nguyên tử. Kính thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đề ra các biện pháp mạnh để xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên địa bàn thành phố. Hôm thứ Sáu, Ban Kinh tế, Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các ban ngành liên quan đã tổ chức buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về xử lý nước thải tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ chủ quản có ý kiến về quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường giữa các ban ngành để hạn chế tình trạng chồng chéo gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp đồng thời nên sớm ban hành hướng dẫn về quản lý và xử lý ô nhiễm môi trường. Trưởng ban Kinh tế, Ngân sách, Hội đồng Nhân dân cho rằng muốn giải quyết về cơ bản vấn đề ô nhiễm cần có sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Hội nghị đánh giá hiệu quả và xác định nhu cầu xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Tây Nguyên vừa diễn ra hôm thứ Sáu tại tỉnh Đắk Nông do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Chính quyền các tỉnh Tây Nguyên tổ chức. Theo đánh giá so với cả nước, tình hình thu hút nguồn vốn đầu tư và công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế. Các đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng thực trạng đầu tư hiện nay tại Tây Nguyên chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực này. Hội thảo giới thiệu về một Việt Nam tăng trưởng mạnh và nhiều triển vọng vừa diễn ra tại Gaon thủ phủ của tỉnh East Flanders của nước Bỉ với sự tham dự của gần 60 quan chức và những người đứng đầu các doanh nghiệp của Bỉ quan tâm tới thị trường Việt Nam. Ông Maddeberg, Phó tỉnh trưởng tỉnh East Flanders cho hay cuộc hội thảo tạo điều kiện cho các doanh nhân Bỉ, đặc biệt là các doanh nghiệp vùng Flanders hiểu biết hơn về sự phát triển kinh tế và cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Ngoài ra, Phó tỉnh trưởng East Flanders cũng nói thêm rằng cuộc hội thảo sẽ cung cấp những thông tin bổ ích cho việc chuẩn bị chuyến công du Việt Nam của Thái tử Bỉ vào tháng 3 năm tới để khám phá tiềm năng kinh tế của Việt Nam. Chính phủ Trung Quốc vừa ra quyết định xử phạt 12 người có liên quan đến vụ tai nạn tàu điện ngầm ở Thượng Hải gây thương tích cho hơn 300 người hôm 27 tháng 9 vừa qua. Các nhân viên này bị quy vào tội là lơ là, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cơ quan quản lý an toàn của thành phố Thượng Hải, ba cán bộ phụ trách điều hành xe điện ngầm đã bị cách chức. Trong khi đó, 9 cán bộ quản lý điều hành hệ thống xe điện ngầm và một số nhân viên cũng bị xử phạt vì vụ tai nạn này. Vụ tai nạn tàu điện ngầm ở Thượng Hải làm dấy lên những nguy cơ của việc xây dựng, hấp tấp và triển khai vội vã cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc. Bắc Hàn có thể tiến hành một vụ thử nghiệm nguyên tử thứ ba hay một cuộc phóng tên lửa khác trước kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và Hàn Quốc vào năm tới nếu như vòng đàm phán 6 bên không đạt được kết quả. Bí thư của Tổng thống Hàn Quốc về chiến lược an ninh quốc gia, ông Kim Tae-ho, hôm nay lên tiếng cảnh báo như vừa nêu. Theo ông này, thì Bắc Hàn có thể thực hiện những hành động khiêu khích nếu như Bình Nhưỡng thấy không thể bòn rút thêm viện trợ kinh tế từ Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Từ hồi tháng 4 năm 2009, Bắc Hàn từ chối tiếp tục tham gia vòng đàm phán 6 bên, gồm hai miền Nam, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, hôm nay đánh dấu 10 năm ngày cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan, khởi sự qua việc chiến đấu cơ Hoa Kỳ bắt đầu đánh bom lật đổ chế độ Taliban tại đó. Đối với nhiều người dân Afghanistan, trong thời gian 10 năm qua họ thụ hưởng được một số lợi ích về mặt giáo dục và y tế. Tuy nhiên, thái độ thù ghét quân đội Tây Phương cũng biểu hiện nơi một bộ phận dân chúng xứ này, cũng như nổi giận dữ trước cái chết của hàng ngàn thường dân và tình trạng tham nhũng trong chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2001, chiến đấu cơ Hoa Kỳ bắt đầu đánh bom thủ đô Kabul và những thành phố khác ở Afghanistan sau khi chính quyền Taliban lúc bấy giờ từ chối không giao nộp chùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden sau những vụ tấn công khủng bố nhắm vào nước Mỹ hồi ngày 11 tháng 9 năm đó. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com gạch chéo rfa vietnamese. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Diễm Thi và Trân Như xin kính chào tạm biệt.